rồi chưa công bố được là kết quả của mình như thế nào. Vì dân thể tham gia sao lại đến như thế. Ý kiến của anh chúng tôi là hay là chết. Do hay là chết. Kết luận được là 30 ngày nay là nó độc cái gì. Người chết. Vì cuộc sống của chính chúng ta. Người chết là giải pháp như thế nào, người mới dân như thế nào, bảo vệ môi trường sống như thế nào, bảo vệ chủ quyền là những cái ngư dân, là những cột mốc sống ở trên Biển Đông như thế nào. Vâng. Yêu cầu minh bạch thông tin. Vâng. Yêu cầu. Yêu cầu minh bạch thông tin. Vâng. Yêu cầu minh bạch thông tin. Đả đảo bọn vương biết thông tin lừa dối dân. Đả đảo. Đả đảo bọn vương biết thông tin lừa dối dân. Đả đảo. Chúng ta không thể đó. Không thể để như thế. Formosa cũng không